Chào tất cả các bác, tất cả anh em trên toàn quốc nhá. Hôm nay bên em lại giới thiệu các bác một con máy uây tàu này, một con máy uây 110 này, một con Sirius đời cao nhá, đời cao, và một con máy Fuel 2 giá rẻ nha các bác, và một con máy RSX xăng cơ, máy lổ êm ngon nhá. Thì ba số điện thoại trực tiếp mua hàng bên em nhá. Anh em mua được con nào thì anh em có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại bên em nhá. Ba số điện thoại trực tiếp mua hàng bên em thì bên em đều có mã và giá tiền nhé. Anh em đã vừa xem đến kênh bên em, anh em nhớ đăng ký kênh, ủng hộ kênh nhé. Sau cái video là hay, anh em có thể xem được. Rồi, đầu tiên thì bên em sẽ giới thiệu các bác một con UAZ-SX các bác nhá. Một con UAZ-SX này. Con này thì máy rất sạch sẽ, khô ráo nhé. Con này thì đây, con này nó đầu bò chưa chạm nhưng mà cam nó đã chỉnh dây cam các bác nhá. Nó thay dây cam khác rồi. Và giá con này đây, chế ken hin xịn nhá. Theo cần đạp con số mang cá. Cốt máy anh em nhìn này. Đấy, cốt máy gần như 100% này. Đấy, đẹp không? Các bác nhìn thì đẹp long lanh không? Đấy. Và con này thì mã của nó là 68 nhá. Máy móc lổ êm ngon, không có khói, máy móc lổ êm ngon không khói, giá 3,5 triệu theo cần đạp con số mang cá chế hòa khí. Đấy, máy nó rất là đẹp anh em nhìn này. Đấy. Con này là máy UAZ-SX 100. Đấy, cái Zerix Jet xoay các bác nhá. Đấy, anh em nào hay sử dụng cái con xe đấy thì con này nó đấy đúng con đấy luôn. Đấy, máy móc thì đầu bò là HVN27 này. Nói chung là toàn đồ Honda xịn hết thôi. Thì con này giờ em đang chào bán có mức giá là 3,5 triệu các bác nhá, bao ship này. 3,5 triệu bao ship nhá. Đấy, máy lốc xám RSXF RSX xăng cơ. Máy 100. Và anh em có thể lắp cho cái đời cũ một chút ở 205, 202, 203 anh em lắp được hết nhá. Thì em thay cổ chế cái là xong, lắp thay cổ chế xong là xong. Đấy, giá tiền của nó 3,5 triệu nó rất là hạt rẻ rồi. Đấy thì anh em mà cảm thấy ok được thì anh em mua con này nhá, 3,5 triệu thôi. Là máy UAZ 100. Máy móc thì lổ bao êm bao ngon nha các bác nhá. Nhận hàng các bác kiểm tra hàng ok, các bác thanh toán, các bác cọc trước 100-500 nhá. Rồi, con này thì em quay tổng thể sơ qua thôi. Các bác ưng được con này thì các anh em mua nhá. Rồi, con này là mã 68 nha các bác nhá. Rồi, tiếp theo đến một con thứ hai. Con thứ hai ngày hôm nay thì con này thì bên em bán nó nguyên độc cục máy không nhá. Cục này là cục đây, anh em nhìn này, sạch sẽ chưa? Đấy, rất là sạch sẽ. Cục này là một cục Fuel 2. Fuel 2 nó kèm theo cần đạp quần số chế hòa khí, giá của nó là 3,5 triệu nhé các bác nhá. Đây, cốt máy còn có đẹp luôn, giữ máy này, Tuấn này. Đấy, máy nó số vẫn rất là ngọt. Cục này thì côn chạm nha các bác nhá, cục côn chạm 3,5 triệu, máy móc lổ êm ngon theo cần đạp quần số chế hòa khí. Đấy, và máy móc lổ cực kỳ ngon nhé các bác nhá. Thì con này thì côn nó đã chạm rồi. Đấy, báo tình trạng luôn. Côn chạm nhưng mà nó chỉ thay côn ba búa thôi. Vì đôi khi là các bác cứ cần zin. Zin thì đối với những cái cục xe đẹp, cái cục xe là vừa tiền anh em mua để anh em chạy thì anh em thay cái côn ba búa đây anh em, cái là anh em có thể chạy được. Giá 3,5 triệu nhá. Chế ken hin này. Máy móc cực kỳ sạch sẽ anh các bác nhá. Nhìn nó sạch sẽ. Đấy. Máy chạy rất là ok các bác nhé. Con này thì nó đã dọn rửa lại một chút rồi. Đấy, cốt máy dày. Cục máy Fuel 2. Anh em có thể lắp cho Fuel Neo. Fuel Neo nhé. Fuel nói chung là tất cả các dòng Fuel Neo từ 2010 quay lại là anh em lắp được hết nhé. Côn kia là nó còn rất là ngon các bác nhé. Đấy. Là giá của nó là 3,5 triệu nhé. 3,5 triệu là mã số 69 các bác nhé. 3,5 triệu. Mã số 69. Rồi. Rồi, tiếp theo giới thiệu các bác một con Sirius nhá. Con này thì kèm theo đầy đủ dàn điện, cần đạp quần số chế hòa khí. Giá 2,5 triệu. 2,5 triệu các bác nhá. 2,5 triệu đồng. Con này 2,5 triệu nhá. Con này thì côn zin điện zin vách giữa chưa trẻ nhá các bác nhá. Côn zin điện zin vách giữa chưa trẻ, đầu bò đời cao. À, con này chạm được các bác nhá. Con này là đời 2016 này. IV34 2016. Con này nó chạm rồi thế nhưng mà máy móc lổ rất là ngon. Máy móc lổ rất là ngon các bác nhá. Thì con này nó chạy nó thay sắc măng này. Thứ hai là con này nó biết là
đây tình trạng này chắc là cái dây cam này nó thay dây cam này. Đấy còn máy thì bao cho các bác là theo cần đạp, cần số, chế độ khí, dây điện. Đấy con này đời cao nhưng mà nó chạm một chút thôi, nhưng mà máy móc nổ cực kỳ ngon các bác nhá. Cực kỳ ngon. Máy cực kỳ ngon luôn các bác nhá. Theo cần đạp, quần số, chế độ khí, dây điện đầy đủ hết. Con này là mã 70 các bác nhá. Mã 70 giá 2,5 triệu bao ship. Máy nổ cực kỳ ngon luôn. 70 Yamaha Sirius. Đấy bình thường con này nó sẽ là đầy đủ hết, là cần đạp, quần số, chế độ khí và máy móc nổ êm không có khói nhá các bác nhá. Máy móc nổ êm không có khói. Rồi. Qua mã. Đây em giới thiệu các bác một con cuối cùng ngày hôm nay, con máy Uây. Con này là giá rẻ tầm trung nhá các bác nhá. Con này 4,5 triệu này. Con này 4,5 triệu mã 71. Con này là con Uây 110. 11 tháng 8 2018. Con này giá 3,5 triệu các bác nhá. 3,500,000 đồng bao ship. 3,500,000 đồng bao ship nhá các bác nhá. Con này zin toàn bộ theo full dàn điện nhá, cần đạp, cần số, chế độ khí, dây điện đầy đủ hết các bác nhá. Đấy. Nói chung là con này zin đời cao, nó đời 2019 rồi. Đấy, con này có giá có 4,5 triệu thôi. Quá là rẻ rồi. Anh em là mua về lắp cho xe từ cái đời 2010 đổ lên này, anh em lắp là đẹp nhá. Đây. Đấy, anh em nhìn nó sáng bóng, nó gần như là mới, cốt máy còn nó máy nó gần như là mới thôi. Giữ máy cái Tuấn. Đấy, vào số nó cũng rất là ngọt các bác nhá. Đấy. Ui, 110 lốc xám. Giá 4,500,000 đồng, mã 71 các bác nhá. Đấy anh em ưng được cục này thì đây, anh em nhìn này, đấy nó còn sáng bóng. Đấy anh em chốt được con này thì anh em có thể mua nhá. Đấy, máy nó rất là ngon luôn. Ui 110, giá 4,5 triệu, mã 71 các bác nhá. Anh em mua anh em nhớ mã 71 ở bên em sẽ báo giá cho các bác nhá. Rồi. Tiếp theo một con cuối cùng ngày hôm nay là con Uây tàu 110. À con này con Sung Phát các bác nhá. Con này giá 1,5 triệu. Con này Sung Phát 1,5 triệu nha các bác nhá. Cốt máy đẹp này. Con này Sung Phát 100. Sung Phát 100 các bác nhá. Đấy Sung Phát 100 thì con này là máy cũng rất là ngon. Đấy máy là thương hiệu nha các bác nhá. Máy móc anh em nhìn nó sạch sẽ chưa. Đầu bò là ốc trò, con ốc trò to chà bá luôn. Đấy, máy móc khô ráo sạch sẽ. Chế ken hin. Con này giá 1,5 triệu nhá, máy Sung Phát. Máy 100. Anh em về lắp cho xe, anh em chạy lắp trên xe tàu hoặc là xe gym của các bác, nó lát lát máy nó lát rồi anh em có thể cân đối con này nhé. Con này em bớt cho bác 100 nhé. Còn 7 triệu. Con mã 72 1,5 triệu em bớt 100, còn 1,4 triệu các bác nhé. 1,4 triệu máy móc lổ êm ngon không có khói nhé các bác nhé. Lổ êm ngon không có khói. Đấy giá có nó có 1,4 triệu thôi. Rồi thì em kết thúc video ở đây. Thì các bác là ưng được con nào thì anh em có thể mua nhá. Đấy bên em này còn rất nhiều máy. Đây hai con Fuel 1 110 em về anh em lấy đồ sang lắp cho Uy Thái được hết nhá. Máy móc cực ngon giá 8 triệu. Đây. Số điện thoại mua hàng bên em nhá. Rồi em kết thúc video đây. Chào tất cả các bác, tất cả anh em trên toàn quốc nhá.